Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Thủ tướng Palestine nhấn mạnh Việt Nam là tấm gương, nguồn cảm hứng cho nhân dân Palestine trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước. Ngôn ngữ và văn hóa, hai trong nhiều cách giúp các bạn trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp cận và thêm gắn bó với quê hương, cùng tìm hiểu trong mục câu chuyện cộng đồng ngày hôm nay. Khẩn trương khắc phục những thiệt hại do mưa lũ gây ra với sự chung tay, giúp sức của nhiều lực lượng khác nhau ghi nhận tại tỉnh Yên Bái. Việt Nam là tấm gương, nguồn cảm hứng cho nhân dân Palestine không chỉ trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và quyền tự quyết, mà còn là hình mẫu trong phát triển đất nước. Đây là tuyên bố của Thủ tướng Palestine Mohammad Ibrahim Sataeh tại Ramallah nhân cuộc tiếp đoàn đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Thủ tướng Palestine nhấn mạnh, hai nước cùng chia sẻ những giá trị chung về độc lập dân tộc, hòa bình và công lý, có nhiều tiềm năng để tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ. Trao đổi với Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga, Thủ tướng Palestine cảm ơn lãnh đạo và nhân dân Việt Nam về sự giúp đỡ và lập trường trước sau như một, ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine, khẳng định Việt Nam đã trở thành một điểm sáng về phát triển, có vai trò và vị thế quốc tế ngày càng cao. Trong chuyến thăm Palestine, đoàn đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có cuộc gặp với Thường trực Ban Bí thư Đảng Fatah Jibril Arajoub và một số tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội tại Palestine. Trong các cuộc gặp, các đại biểu Việt Nam nhấn mạnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác Palestine, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Palestine, cùng phấn đấu vì mục tiêu hòa bình, ổn định và cuộc sống bình yên, hạnh phúc trong độc lập, tự do cho người dân Palestine. Chiều ngày 10 tháng 8 tại thủ đô Viêng Chăn, Lào đã diễn ra hội đàm cấp thứ trưởng giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào. Hội đàm nhằm trao đổi, đánh giá công tác đảm bảo an ninh, trật tự mỗi nước và phối hợp giữa hai bộ công an trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, nhất là về ma túy hay sử dụng công nghệ cao. Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, đại diện Việt Nam và Lào khẳng định tiếp tục duy trì tiếp xúc lãnh đạo các cấp giữa hai bộ, phối hợp xử lý vụ việc phát sinh nhanh chóng, kịp thời. Hai bên nhất trí tiếp tục chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ, tăng cường hợp tác, bảo đảm ổn định chính trị, an ninh trật tự xã hội ở mỗi nước và hoạt động tội phạm xuyên quốc gia, nhất là ma túy, mua bán người, phối hợp đấu tranh, ngăn chặn không để cho các tổ chức, cá nhân, bên thứ ba sử dụng lãnh thổ của nước này để gây phương hại đến lợi ích, an ninh và sự ổn định của nước kia. Hai bên cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện thỏa thuận cấp cao về vấn đề biên giới, tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới Việt Nam-Lào, nhất là các đường tiểu ngạch, đồng thời thực hiện có hiệu quả các điều ước, thỏa thuận quốc tế mà hai bên cùng là thành viên. Cũng trong ngày 10 tháng 8, Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Australia, gọi tắt là VASEA, đã chính thức ra mắt tại thành phố Melbourne, Australia. Lễ ra mắt chính thức của hội là một dấu mốc quan trọng của cộng đồng trí thức và chuyên gia Việt Nam tại Australia nói riêng và của cộng đồng người Việt tại Australia nói chung. Đây cũng là một hoạt động để kỷ niệm 50 năm Việt Nam và Australia thiết lập quan hệ ngoại giao. VASEA là một tổ chức phi lợi nhuận, tập hợp các thành viên là những người trí thức, chuyên gia người Việt đang sinh sống và làm việc tại Australia. Theo kế hoạch của hội, trong 6 tháng tới, mỗi tháng hội sẽ tổ chức một hoạt động dưới dạng webinar về nhiều lĩnh vực, gồm quản lý tài chính, giảm carbon trong vật liệu xây dựng và thống kê carbon, chuyển đổi số, biến đổi khí hậu và tài nguyên nước, ứng dụng số để giảm thải khí nhà kính, đô thị thông minh, tương lai các mô hình học và giảng dạy, thị trường carbon. Theo thống kê, hiện nay có hơn 230.000 người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Hàn Quốc. Nhiều người Việt tại đây, đặc biệt là giới trẻ, luôn mong muốn được tiếp xúc, tìm hiểu về ngôn ngữ và văn hóa đặc trưng của Việt Nam. Vậy cách để nhiều bạn trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc cảm thấy gần hơn với quê hương là gì? Câu trả lời sẽ có trong câu chuyện cộng đồng ngày hôm nay.
Xa quê hương từ khi còn nhỏ, Thiên Thành đã sống và học tập tại Hàn Quốc được gần 10 năm. Thường xuyên đến nhà hàng Việt Nam gần nhà để thưởng thức những món ăn ưa thích là cách giúp Thành vơi bớt nỗi nhớ quê hương. Hiện tại thì mình đã sống ở Hàn ở gần 10 năm và mình đã tò mò đến quán để xem hương vị có giống như hương vị Việt Nam không. Nhưng khi mình ăn thì mình thấy là hương vị là mình nhớ đến những hương vị ngày xưa khi mà mình được ăn ở Việt Nam. Điều đặc biệt, chủ của quán ăn Việt Nam này lại là một người Hàn Quốc. Anh Park Woo Sang đã có khoảng thời gian dài gắn bó với đất nước và con người Việt Nam. Anh Woo Sang còn mở kênh YouTube và TikTok bằng tiếng Việt, có nội dung chủ yếu về văn hóa và đặc biệt là ẩm thực Việt Nam. Cũng từ đây, nhiều người Việt Nam tại Hàn Quốc có một cộng đồng để giao lưu và bày tỏ nỗi nhớ quê nhà của bản thân mình. Tự dưng thèm bánh trung thu quá. Thường em không thích ăn bánh trung thu, mà nghe anh review xong để em mua ăn thử xem có ngon không. Nhìn mà thèm quá, lại muốn về nhà. Mình muốn mang đến cho khán giả những trải nghiệm chân thật nhất về Việt Nam và Hàn Quốc, khơi gợi sự tò mò về Việt Nam không chỉ cho người Hàn mà còn cho các bạn trẻ Việt Nam sinh ra tại Hàn hoặc là đang học tập làm việc tại Hàn Quốc. Mình hy vọng là sẽ có nhiều người Hàn có thể quan tâm đến ẩm thực Việt Nam hơn nữa và sẽ nhiều người Hàn và người Việt Nam đến để thưởng thức được hương vị Việt Nam. Từ nỗ lực của Woo Sang và rất nhiều người yêu Việt Nam, không ít bạn trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc dù đang xa quê hương cũng có cơ hội được hiểu thêm không chỉ về ẩm thực mà còn là tiếng nói, văn hóa Việt Nam một cách chân thực và tự nhiên nhất. Mình nghĩ là các cái video của bạn Woo Sang thì sẽ không chỉ khơi gợi sự tò mò về văn hóa Việt Nam, về tiếng Việt cho các bạn Hàn Quốc mà còn có thể là cho các bạn Việt Nam mà sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc, mặc dù là họ nói tiếng Hàn từ nhỏ và họ có thể là chưa học tiếng Việt, nhưng mà khi xem các video này xong thì các bạn sẽ bắt đầu là muốn học tiếng Việt và quan tâm đến văn hóa Việt Nam hơn nữa. Các cái content này sẽ giúp cho người Việt Nam ở bên này, đặc biệt là các bạn học sinh, các bạn mới sang, có thể cảm thấy gần gũi và có thể thích ứng với cuộc sống xa quê, sống tại Hàn Quốc một cách dễ dàng hơn. Với tình yêu quê hương luôn hướng về cội nguồn, những người Việt xa quê tại Hàn Quốc cũng như tại nhiều quốc gia khác đang có nhiều cách khác nhau để cảm thấy gần hơn, gắn bó hơn với quê hương. Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác, mưa lớn mấy ngày nay tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu gây ra lũ lớn, sạt lở đất đá, làm 4 người thiệt mạng, 4 người bị thương và 2 người vẫn đang mất tích. 125 nhà dân bị đất đá sạt vào hoặc bị sập hoàn toàn, hơn 160 ha lúa, hoa màu bị mất trắng, nhiều tuyến đường quốc lộ, liên bản, cầu treo bị sạt lở, đứt gãy và cuốn trôi, ước thiệt hại trên 170 tỷ đồng. Ngay sau mưa lũ, huyện Than Uyên đã khẩn trương khắc phục thiệt hại, thăm hỏi động viên các gia đình có người mất, người bị thương và đang tích cực tìm kiếm người mất tích, đồng thời kiểm tra, rà soát, di rời khẩn cấp các hộ có nguy cơ sạt lở, khắc phục các tuyến giao thông, cầu cống và nhà dân bị lũ cuốn trôi. Tuy nhiên, tại các xã bị thiệt hại nặng như Tà Mung, Khuen On, Mường Kim, việc khắc phục hậu quả sau mưa lũ còn rất khó khăn do lượng đất đá sạt xuống quá lớn. Tuyến đường quốc lộ 32 đoạn từ huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái vào xã Hồ Bốn đã chính thức thông xe sáng nay. Các phương tiện ô tô dưới 3,5 tấn có thể di chuyển đưa hàng cứu trợ vào xã. Việc khắc phục những thiệt hại do mưa lũ gây ra đang diễn ra khẩn trương với sự chung tay giúp sức của nhiều lực lượng khác nhau. Đây vốn là bếp và sân nhà của chị Seo ở xã Hồ Bốn. Giờ bùn đất vùi lấp nhiều chỗ gần 1 mét. Những cán bộ kiểm lâm ở các trạm khác ngoài xã được huy động để giúp gia đình chị Seo dọn dẹp, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Chung tay bà con nhân dân để dọn dẹp toàn bộ những đất đá đã vùi lấp vào nhà để giảm bớt một phần, góp một sức, chút sức lực vào để giúp người dân khắc phục những thiên tai gây ra. Mình đang khổ như này thì các đồng chí kiểu lên này giúp thì mình rất là vui, rất là cảm ơn các đồng chí. Những giáo viên ở các trường khác trong huyện và cả bộ đội công an được huy động để dọn dẹp, sớm đưa trường tiểu học và trung học nội trú xã Hồ Bốn đón học sinh đúng như kế hoạch vào ngày 21 tháng 8 năm nay. Khi bọn em đến đây thì bọn em thấy là trường học tan hoang, cảnh đổ nát và em cảm thấy là trong lòng em cảm thấy là mình phải góp một công sức nhỏ bé để tu sửa lại trường học để đảm bảo cho vào năm học mới ạ. Có mặt tại hiện trường sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đã chỉ đạo các cơ quan chức năng
cần tiếp tục khôi phục hệ thống điện lưới, giao thông, đảm bảo thông tin liên lạc giữa các xã và các bản bị chia cắt. Việc ổn định đời sống người dân, đảm bảo an sinh xã hội được ưu tiên. Làm các cái thủ tục nhanh nhất có thể để trong vòng khoảng độ 2 tuần thì có thể có được các cái nền đất để giao cho bà con. Thế cùng với nguồn hỗ trợ của tỉnh, của các cái tổ chức cá nhân, từ thiện hỗ trợ thêm các cái nguồn xã hội hóa thì làm sao nhanh nhất trong khoảng 2 tuần thì có được mặt bằng để có thể dựng nhà tái định cư cho bà con. Và chúng tôi phấn đấu làm sao trong khoảng 1 tháng thì tất cả các cái hộ mất nhà ấy thì có thể sẽ có cái chỗ ở mới an toàn. Thống kê tạm thời của Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải cho biết thiệt hại do mưa lũ ở 3 xã trên địa bàn ước tính khoảng 150 tỷ đồng. Cần sự chung tay của tất cả mọi người để người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống. Phần cuối của bản tin, chúng tôi xin gửi tới quý vị câu chuyện về một mái ấm đặc biệt. Hơn 33 năm qua, làng Hòa Bình tại Bệnh viện Từ Dũ là nơi chấp cánh ước mơ cho nhiều trẻ, được chẩn đoán có biểu hiện của chất da cam, dioxin. Các bác sĩ điều dưỡng tại đây đã nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh và giáo dục văn hóa cho các em. Chính tình yêu thương đó đã giúp các em trưởng thành, tự lập, tham gia đóng góp cho xã hội. Chị Ngọc Bích làm điều dưỡng tại làng Hòa Bình đã hơn 15 năm. Công việc của chị là chăm lo ăn uống, chăm sóc sức khỏe, tập trị liệu, dạy chữ cho các em. Tùy theo độ tuổi, tùy theo dạng tật mà mình phải suy nghĩ một cái cách nào đó để chăm sóc cho các em nó đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Ví dụ những các em mà nằm tại chỗ thì cái công tác là chăm sóc toàn diện. Còn những cái em mà hỗ trợ về ăn uống thì mình hỗ trợ các em tự làm. Đa số các em ở đây là mồ côi. Mình dành tất cả cái tình thương để các em có thể là vượt qua được cái bệnh tật, để các em có thể là vững tin hơn. Chị Bích là một trong hơn 30 nhân viên điều dưỡng tại làng Hòa Bình. Thành lập vào năm 1990, đến nay làng đã nuôi dưỡng hơn 400 trẻ khuyết tật. Nhiều cháu lúc nhỏ vào đây thì khuyết tật nặng, nhưng mà sau khi mà được các y bác sĩ ở đây điều trị chăm sóc thì nhiều cháu cũng là tự đứng lên từ đó bằng chân của mình và tự học để mà có một cái nghề. Tôi thích làm ở đây, giống như mà ngôi nhà thứ hai của tôi. Nhiều lúc công việc căng thẳng nhưng mà nhờ có trò hề của các cháu thì sẽ giúp cho các cô được động lực. Mỗi em có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng khi lớn lên cùng nhau, các em coi làng Hòa Bình là một gia đình, cùng giúp đỡ các cô chú điều dưỡng, hỗ trợ nhau trưởng thành và tự tin trong cuộc sống. Các y bác sĩ cũng như các cô hỗ trợ và luôn đồng hành cùng mình trên mọi cái khó khăn và những cái quyết định của mình. Mình nhận được rất nhiều sự yêu thương của các y bác sĩ làng Hòa Bình Bệnh viện Từ Dũ và mình biết ơn họ, vì nếu không có họ thì chắc sẽ không có mình như ngày hôm nay. Ở đây nó cho em một cảm giác như là một gia đình thật thụ vậy đó. Mình may mắn khi mà có một nơi nó cho mình cảm giác nhiều tiếng cười và nhiều thấy tình cảm của các cô cũng như là các anh chị bạn bè ở đây. Vượt qua nghịch cảnh, chính tình yêu thương đã giúp các em cảm nhận được hơi ấm của gia đình và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Vâng, và câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Để theo dõi trực tuyến các chương trình của VTV4, quý vị có thể truy cập vào địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go trên App Store và Google Play. Xin kính chào và hẹn gặp lại!